quá, tại người vô sở nó thèm. Ngày đầu tiên Trường đi honeymoon, giới thiệu cho mọi người đây là món phở, phở bò ở trong sân bay này. Đây tô phở này có giá là 60. Này tô phở này hấp dẫn này, nhưng mà 60 ngàn, giá gấp đôi bên ngoài đây sân bay này. Đây tô phở này. Đấy. Bác thề mới ăn tô ngon quá giờ ăn thêm tô nữa. Anh Anthony ăn phở gì á? Phở tái hả? Phở tái ăn chấm bột. À đúng rồi, đây nước tô to. Đây chỗ mình coi menu nha. Đây là trong big bowl. Tô vừa, tô nhỏ 60, tô lớn 80. Ăn hai món thì 120. Đấy, rồi mời mọi người cùng ăn nhé. Rất là lịch sự. Đây, anh hút thử. Sao? Quá hả? Vậy về Việt Nam cho biết là mũi cắn như thế nào? Mỹ có được mũi cắn không? Đi đâu cũng có khỏi hết. Đi đâu cũng bị. Đi đâu cũng nuôi cái đi đảo, đi ra đảo. Đang chờ máy bay đói quá rồi ăn phở thôi. Không có ai được. Thấy phụ không thấy anh. Làm thằng kia nó không đói nó phải đi theo mình. Các tưởng bác đi vệ sinh nên lấy hôm nay kỹ chắc đang mở laptop á. Thì đấy, nó mở hỏi gọi với trái đi. Em kêu mấy bác khe đủ đó đi ăn phở không ăn đâu mình đi ăn phở nó mà tưởng bác khe đi vệ sinh. À đấy không nghe rồi. Đấy. Đủ mà không thấy ai ngưỡng lớn thì nghĩ mọi người no cho mình. Ăn hai ổi mì hộc quay rồi tưởng no. Sáng thì em không có dám ăn gì rồi. Chắc là uống cà phê cồn cà rồi. Không phải đâu, mày mệt quá. Ăn đúng rồi, nó mệt á. Ăn tô phở. Bữa tiết nhật gái không ăn như thế nào luôn. Phở cho tỉnh táo, mì nó khô khan. Tối hôm qua về xào hai tô miến cho ăn hai đĩa luôn. Ăn phở. Có bao nhiêu rau mình cho hết bấy nhiêu rau vào. Đây à. Đây là rau húng quế nhá. Món phở Việt Nam mà luôn luôn có là húng quế. Có giá. Ra Hà Nội ăn phở cái này sao không thích không? Không có rau, không có giá. Không có rau gì. Đây. Đây Tony biết rau gì không? Ủa. Sao nãy cho bác khe nào ngò gai nào là cũng ngon lắm sao mà không có ngò gai. Thiếu ngò gai rồi. Nãy ăn phở. Nãy thì ăn phở có ngò gai nó mới ngon. Ta làm đâu thì cứ mua một tô. Mẹ nó tới kêu trước rồi. Cái này là húng quế hả? Không phải, húng trứng á. Húng trứng á. Đây húng quế đây nè. Ăn lòng heo hết sảy luôn. Đúng rồi. Không, bà nội á. Đấy là thơm lắm, ăn như lá bắc hà á. Cái này si gôm. Si gôm là được xay ra từ lá này nha mọi người. Không ăn lắm một tí mà không có ngon. Em cũng thích cái dòng này. Ăn vô thơm lắm. Bà nhà qua là bà nội cái chồng cái tía. Ăn bóng heo. Rồi, tôi lấy chút chanh nữa. Ăn tô phở Việt Nam kỳ công rồi đó. Không cho tí chanh nữa. Đúng rồi, thanh vị. Rồi. Đúng rồi, hai bác ăn trưa. Mời Anthony nhé. Nóng hổi. Nó cho cháu nhiều bánh quá nhỉ? Của bác Khe nhiều nước lắm. Cái tô nhỏ phải. Tô nhỏ là nhiều quá. Mẹ ăn tô to tí mình sẽ mình qua kia mình người ta đồ ăn ngon mà hàng ngày chưa tao xui chiên đi ăn xui xéo xui mặn xui gì á, tôi chính thích lắm. Xui xéo thì nó là tô thịt gà nó xé nó bỏ lên là gọi là xui mặn, ăn nó mặn chứ không phải là cái loại xui ngọt. Xui xéo. Ừ. Ngon. Đây buổi chợ chín với mẹ tái. Dạ, dạ.
nạm nạm. Và ăn nạm này ngon hơn đấy. Ăn nạm này nó thơm, mùi sữa. Nó chụp đi. Phở mà không có hành nhìn chán nữa, sợ chứ. Nhìn chán. Ngon hả? Ngon. Mỹ là có 3 đồng tô hả? Mỹ 6 đồng. Ở Mỹ mấy đồng? Mỹ 6 đồng. Mỹ làm ngon, nó cho nhiều thịt hơn là mình phải. Vậy đấy. Bởi vì ăn nó thường đừng cho thịt nhiều, mà Mỹ cho thịt nhiều hơn cánh. Rồi. Đâu, hỏi cho em tên đi, không ai ăn hết thịt bây giờ. Ừ, còn ăn hết. Còn ăn hết luôn hả? Ồ. Thịt nhiều lắm. Còn thịt thịt. Dạ. Là bữa nào nãy không bỏ thêm hết 40 ngàn nữa cho thôi rồi. Nó đề giá muốn cho thêm trứng hay gì cũng cho, cứ thêm đồ ăn thì thêm tiền. Bắt chụp hình ấy, bắt chụp ngang á. Quay phim cũng quay ngang luôn cho đẹp. Ngon quá mọi người ơi. Vút vào. Vút vào cái là tuyệt vời. Đấy. Giờ đi bỏ lên. Không, chụp cho mình một cắm trước. Rồi chụp ngang á bà luôn. Đứng chút được rồi. Đó. Đưa lên. Không sao. Ok. Nhiều thịt quá, con đã đầy rồi. Đây, xóa từ từ. Đó, ok. Được. Nhìn ăn đầy rồi, có thể ăn rồi. Thử thách ăn hết hai tô phở bò. Thôi để lại Hà Nội ăn phở, Hà Nội không có rau lợi gì hết. Phở Hà Nội chỉ có phở, phở với thịt thôi. Thôi người ta thấy Hà Nội phở gà, Hà Nội chứ còn bò thì... Đúng rồi. Bò gà. Bò gà, phở gà. Nè, con cầm cô có quên nhé. Ở Mỹ đó, cũng đi ăn phở nhiều không? Ờ, chứ ăn nước mã làm gì? À, mẹ làm thôi, chứ không ăn phở. Mẹ làm ngon hơn nước ngoài. Phải tốn tiền. Ừ, phải tốn tiền. Tháng ăn mấy lần? Lâu lâu hả? Lâu lâu thì 1-2 lần. Mẹ mới làm món spicy sao không? Ồ, yeah. Lên. Bánh xào làm cũng dễ thôi. Ừ. Biết làm chưa? Biết làm được. Ừ. Làm bột thôi. Bột tôm. Bên giờ có trẻ không? Dạ. Có giả. Giả luôn hả? Dạ. Ừ. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn anh trai của mình là Anthony đến từ USA. Anh Anthony về Việt Nam đi du lịch 2 tuần. Tranh thủ về đám cưới của mình và đi du lịch Việt Nam, khám phá Việt Nam. Tuần trước thì đi khám phá Thái Lan và Đà Nẵng, Hội An đúng không? Đà Nẵng, Hội An có gì vui không? Có. Đi xuống cầu càng nhé. Ui. Người Tây nhiều. Nhiều, rất nhiều lắm. Đẹp lắm không? Đẹp. Các bạn thông cảm, các bạn đang nghe giọng Việt đực. Hôm qua đám cưới xong mệt quá thêm tiếng rồi. Biết tô phở ở tòa nhà cao nhất Sài Gòn này có ngon như ở đây không? Ở Sài Gòn có một tòa nhà
lên mét cao nhất Sài Gòn. Bán một tô phở này là 920 ngàn. Bằng giống tô phở này thôi. Nhưng mà chỉ đi Mỹ luôn. gấp 10 lần đi Mỹ. 920 ngàn để lên cái tòa tháp cao nhất Sài Gòn ăn một tô phở. Phí không? Phí tiền. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này nha. Mời mọi người có đói bụng á, ghé tiệm phở ở đây. 60 ngàn một tô. Mọi người chuẩn bị 60. Ăn tô vừa đủ no rồi. Còn ai có sức nữa thì ăn tô lớn. Không, anh tôi nghĩ ăn hết được rồi. Quá nhanh. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở Hà Nội nha. Bye bye.